một vị tướng mà cả hai người chơi đi rừng, đó là Arthur cùng với Clit rất là sử dụng. Ở trong giải đấu LCK mùa hè năm nay thì cái tỷ lệ thắng đến từ Lee Sin trong tay của Arthur đang khá là cao với 80%. Anh ta sử dụng trong 5 bản đấu và có đến 4 trận thắng và chỉ có một trận thua duy nhất với Lee Sin mà thôi. Để xem ai sẽ là người lựa chọn được cái vị tướng này trong bản đấu đầu tiên của chiều ngày hôm nay. Zazy bên phía của đội 1, Hangolai bên phía của đội 2. Đây là Hangolai bên phía của đội 2. Đây là trận đấu khá là hiếm hoi khi mà Zenji họ được lựa chọn và họ lựa chọn bên đội 1 cấm đi Zeke cùng với Gwen, trong khi đó Hangolai họ đáp trả lại bằng hai vị tướng đi đường đơn vẫn khá mạnh, đó là Viego cùng với Nocturne. Để có quyết định lựa chọn đầu tiên phát bích đến từ bên phía của Genji sẽ là gì? Chúng ta đang có hai ứng cử viên, đó chính là một để tên, hai đó chính là con bài Lee Sin đang được khởi ra khi mà giai đoạn có mà chọn ở phase 1 thì đang chuẩn bị đi đến với hồi kết. Cách thức cấm đến từ bên phía của Genji đó chính là họ cấm vào tướng tụ của phía đối phương với việc loại bỏ đi Gwen của Dudu khu vực đường trên và Zeke ở khu vực đường dưới, và cộng kèm với đó cái con tướng có khả năng trụ đường khá là khỏe và tác động ở thời điểm đầu cũng tương đối là tốt với việc sử dụng Varus. Thì đây là những lượt cấm nhắm khá là nhiều vào những cái người chơi của bên phía Genji. Còn ngược trở lại, Hangolai họ đang cần phải cân nhắc. Cá sấu đang còn nè, Xin Zhao đang còn nè, Lucian đang còn nè, Lee Sin đang còn, rất nhiều những vị tướng mạnh thì họ cấm đi cho mình đó Xin Zhao. Nếu như đối phương lựa chọn Lee Sin thì hai sự lựa chọn mạnh hoàn toàn có thể xuất hiện trong đội hình đến từ bên phía của Hangolai Sport. Và Genji đang một hướng đến Flayton dành cho Genji. Đây là một vị tướng mà bạn hoàn toàn có thể ram được đường trên dành cho đường trên hoặc là đường giữa dành cho BD cũng khá là ổn ở thời điểm hiện tại. Tỷ lệ win rate không cao lắm đến từ cá sấu. Nếu các bạn có theo dõi thường xuyên LCK, các bạn có thể thấy là những cái trận đấu xuất hiện Predator không có tỷ lệ thắng quá cao. Hangolai họ hoàn toàn có thể chọn được Lee Sin dành cho Arthur trong ván đấu này, hoặc là sẽ là một con Lee Sin đi đường và Arthur hoàn toàn có thể chọn một vị tướng khác ở vị trí đi rừng như kiểu là Dana, cũng đang là cái sự lựa chọn hot pick. Đây là một cái sự khác biệt của những cái giải đấu nha. Nếu có thời gian thì tôi sẽ nói về con rể tên này sau, nhưng chúng ta hãy cùng tiếp đến với những sự lựa chọn tấn công rất mạnh mẽ đến từ bên phía của Hangolai Sport khi mà họ khóa vào Lee Sin. Lee Sin này là Lee Sin cả ba đường, đường trên, đường giữa và rừng dành cho bên phía của Hangolai Sport, rất phù hợp trong cái bối cảnh là họ bên phía đội đỏ họ được quyền counterpick. Đây sự lựa chọn đánh vào cánh trên của bản đồ của bên phía Genji Sport rất mạnh mẽ với việc họ đang có được Diana và Rhea Tinh. Đây là hai con tướng có thể kết hợp với nhau gây ra một lượng sát thương tương đối là lớn, và cái khả năng áp đảo khu vực đường nó cũng thể hiện cách rất là mạnh mẽ. Vẫn có một cái trường hợp đó chính là con Rhea Tinh này được đẩy ra khu vực đường giữa dành cho BD. Để xem sự lựa chọn đến từ Genji. Angolai, tôi cứ nghĩ là họ sẽ khóa vào Akaliko, nhưng cuối cùng thì chuyển sang LeBlanc khi mà họ ở bên phía của đội 2. Như các bạn đã biết thì khi mà bạn ở bên phía đội 2 thì cái khả năng bạn chọn được LeBlanc cao hơn, và đến turn 2 thì khả năng sẽ phải ban đi những vị tướng cao tơ vị tướng này. Wow. Lissandra, không biết là Angolai có muốn ban đi không, bởi vì họ LeBlanc rồi thì bắt buộc phải cấm đi một số kèo khó ở khu vực đường giữa để giúp cho Chovy dễ thở hơn. Để coi, Chovy bây giờ đang cảm giác khá tự tin là lượt cấm phía 2 đến từ bên phía của HLE thì họ nhắm xuống cho vai trò xạ thủ khi mà loại bỏ đi Aphelios của Ruler. On ở khu vực đường trên cũng đã bị cấm đi, như vậy họ đang cố gắng hướng cái kèo cá sấu này lên khu vực đường trên, sau đó sẽ có những sự lựa chọn ưu tiên khác dành cho BD ở khu vực đường giữa. Anh ta có thể pick Lissandra, anh ta có thể pick Galio. Chitterfet thì hơi bị dưới kèo chút xíu, còn nếu như mà muốn đánh xét về cái kèo kỹ năng đó, thì có thể bích được Akali ở khu vực đường giữa. Tất nhiên giai đoạn đi đường lúc đầu nó sẽ gặp khó khăn, nhưng thời điểm cấp độ 6 áp lực ngược trở lại đến từ cái sát chiêu hoàn hảo nó cũng sẽ là có. Những con tướng tủ ở phase 2 đã bị cấm đến từ bên phía của Hangolai Sport khi mà họ loại bỏ đi con bài Azir của BD. Và Zazy thì cũng ban nốt đi Galio. Hangolai còn khá là nhiều sự lựa chọn ở vị trí hỗ trợ, tức là họ sẽ chọn hỗ trợ dành cho cả dành cho Viesta trước và để cái kèo ở khu vực đường trên dành cho Morgan cũng được, tùy thôi, để xem cái lựa chọn của Hangolai sẽ như thế nào. Đi cặp với Alistar thì chúng ta có rất là nhiều sự lựa chọn, và thậm chí là ở trong cái những cái phase cấm thì cả hai đội họ đều không cấm nhiều ở vị trí hỗ trợ. Rob là lượt chọn đến từ bên phía của Hangolai để đi cặp với Kalista. Thực ra thì đi cặp với Kalista thì Alistar cũng rất là một lựa chọn khá là hợp lý, nhưng họ quyết định chọn một vị tướng kiểu trâu hơn một chút ở giai đoạn ban đầu. Sự lựa chọn này tôi nghĩ cũng khá hợp lý, bởi vì Brom khắc
chế được đa phần cái đội hình lao vào đến từ bên phía của Genji. Chúng ta có thể thấy những con tướng như là Riten, Diana, và thậm chí là nếu như Set được khóa vào nữa thì hoàn toàn có thể rất dễ dàng bị counter bởi nội tại đánh ngất ngư đến từ phía Star. Nó sẽ tạo ra thêm cái khoảng trống để cho Nep có thể sử dụng phong thái quân nhân và thả diều. Đây là một ván thi đấu mà BD chấp nhận không chơi một cái kèo kỹ năng, thay vào đó anh ta pick một cái con tướng đấu sĩ ở khu vực đường giữa để coi giai đoạn đi đường của anh ta thì sẽ như thế nào. Chắc chắn là anh ta sẽ bị áp lực, nhưng cái áp lực đó liệu rằng có đủ lớn dành cho lập lăng của cho Vi hay không. Con bài Lee Sin khi mà khóa vào lập lăng thì chắc chắn sẽ được đẩy cho khu vực rừng rồi, bởi vì đây là hai con tướng có khả năng phối hợp với nhau ở thời điểm cấp độ 3 rất là tốt. Khả năng áp sát đến từ cái biến ảnh và sợ xích sẽ tạo ra cái cục bóc tốt dành cho những cú sóng âm vừa anh cướp đến từ Arthur, thì sẽ tạo ra được nhiều cái tình huống tấn công. Ngược trở lại thì Morgan sẽ có Na ở khu vực đường trên. Đây là một cái kèo khá kinh điển ở trong giai đoạn meta trước đây. Kèo này thì vẫn có cơ sở thắng dành cho để tên chứ không phải là không. Nhưng để coi, tất nhiên là ở những cấp độ đầu tiên thì sẽ có rất là nhiều phương án để có thể xử lý dành cho Morgan. Cảm giác Genji đang sở hữu một đội hình lao vào rất là mạnh, với cả năm vị trí đều có khả năng lao vào. Bên phía Hoan Go Lai thì tôi nghĩ là cái tỷ lệ thắng của họ sẽ hơi khó một chút. Ở trong cái thùng giao tranh tổng, họ sẽ bị hơi phụ thuộc vào cái dạng nộ, cái lượng nộ đến từ Morgan với Na khổng lồ, và thậm chí là lớp lăng trong tay của Chovy cũng cần phải có những cái giai đoạn đi đường ổn. Và nếu như mà anh ta được nhường những cái điểm hạ gục sớm thì khả năng là đội hình của Hoan Go Lai sẽ dễ chơi hơn, với cái áp lực cũng như khả năng làm mềm đến từ lớp lăng ở trong những cái tình huống giao tranh. Để xem Hoan Go Lai sẽ xử lý như thế nào trong cái kèo đấu ngày hôm nay. Ở trong cặp trận này thì đang có rất là nhiều những cái điểm thú vị. Thứ nhất là Genji chủ động lựa chọn bên phía đội 1, và cái cách thức mà họ vận hành bên phía đội 1 đó chính là pick một cái đội hình lăn cầu tuyết có được lợi thế ở thời điểm đầu. Đó không phải là một cái điểm mạnh đến từ bên phía của Genji, bởi vì khi mà nhắc tới Genji, chúng ta thường nhắc tới những cái ván thi đấu sau 30 phút, những ván thi đấu kéo dài với con bài Azir, với Aphelios, với những con tướng Hyper Carry dành cho Ruler. Nhưng trong ván thi đấu này thì chúng ta đang có Kai'Sa dành cho Ruler, một con tướng có thể follow up cùng với khả năng băng bổ vào cực kỳ mạnh mẽ của Set, của Diana, của cá sấu ở khu vực đường trên. Cảm giác như bây giờ Genji bắt đầu thay đổi cái lối chơi của mình rồi thì phải. Sau một loạt những cái trận thất bại trước các thành viên của phía Damwon Gia cũng như là bên phía của Team One, thì họ cảm giác như rằng bây giờ mình cần phải tập chơi chủ động tấn công nhiều hơn. Hai bên bắt đầu giao lưu, cả hai bên đều không có ý định là kiểu dạng cấu rỉa nhau để lấy lợi thế về máu. Rất fair play đến từ cả Chovy cũng như là BD. Mọi kèo đấu khá là hấp dẫn ở khu vực đường giữa, mặc dù BD anh ta sẽ không sở hữu một chất tướng thiên về kỹ năng như kiểu là Akali, mà thay vào đó là Set, thì dạo ban đầu BD sẽ phải là người bán máu để đẩy đường, nhưng đây cũng là một trong những vị tướng có tác động mạnh đến giao tranh. Không còn Ezreal nữa, và để xem anh ta sẽ sử dụng cái vị tướng Set trong ván đấu này như thế nào. Bởi vì rõ ràng là chúng ta thấy, đồng ý là cái đội hình của Genji là một đội hình lao vào tấn công rất là mạnh và đánh vào đoạn đầu, nhưng Genji không phải là một đội tuyển có thể đánh mạnh giống như kiểu là Damwon Kia hay là một vài những đội tuyển khác. Chovy sẽ là người có được một chút lợi thế ở giai đoạn ban đầu. Chúng ta sẽ cùng nhìn qua một chút về bảng ngọc cái tổ hợp đến từ cả hai bên. Cộng biến hạnh trước thì có máu. Chúng ta có thể thấy như là cái giai đoạn chơi đùa của cả hai cũng đã hết rồi. VD nâng cho mình đó cuồng thú quyền cấu điểm máu à, đánh rất rác nha. Ngược trở lại thì Chovy anh ta thậm chí là lấy cái triệu hồi Airy là cái điểm khởi đầu của mình để có thể gia tăng thêm cái khả năng lát thích, khả năng cấu rỉa máu đến từ cái việc kích hoạt cái điểm này liên tục. Khá thú vị đến từ cái phương thức lấy điểm dành cho Chovy, anh ta muốn ưu tiên hơn ở trong đoạn đi đường. Ngược trở lại kèo thi đấu khu vực đường trên thì như thế nào đây? Có hai phương án lựa chọn dành cho Morgan. Một là anh ta rỉa máu, anh ta chấp nhận để cho lính đẩy ngược trở lại. Hai, Rascal cũng tương tự là như vậy. Rascal thì hoàn toàn dễ hơn là anh ta bán máu, và với 6 chỉ số lính đang xuất hiện trên người của Rascal thì có thể thấy như đây là cái phương thức bán máu rất là tốt dành cho con bài rễ tờ ở khu vực đường trên của anh ta. Đợt lính ở khu vực đường trên của anh ta đang đẩy, anh ta sẽ lên được cho mình đó cấp độ 2 sớm hơn so với Morgan. Khá là thú vị khi đây là bản đấu đầu tiên mà Chovy cầm lớp lang tại LCK, khi mà đã rất nhiều người chơi sử dụng cái vị tướng này rồi như kiểu là Lava. Nhưng đây mới là trận đấu đầu tiên mà Chovy anh ta sử dụng, và để xem có thể mang lại cái lợi thế dành cho Angola hay không. Dù sao thì nếu như giai đoạn ban đầu lớp lang không thể có quá nhiều lợi thế thì cái áp lực nó cũng chưa thực sự quá nhiều ở giai đoạn giữa của bán đấu. Chovy vẫn đang làm khá là tốt về cái khả năng đẩy lính của mình. Trong khi đó thì cái vòng rừng đến từ Arthur nó bắt đầu ở khu vực mặt dưới và anh ta đang hướng đến khu vực rừng trên. Có lẽ sẽ là một cái tình huống có mặt đến từ cả Clit cũng như là Arthur nữa. Arthur anh ta nếu như có mặt thì sẽ hỗ trợ cho Morgan một phần nào, giảm bớt cái áp lực được tạo ra đến từ Rascal.
Và chúng ta có thể thấy cái lối chơi đến từ Cho Vi cũng tương đối áp lực nha. Anh ta lấy thiêu đốt để gia tăng thêm lợi thế trong dàn đi đường như đã nói. Đây là cái đội hình mà hoàn toàn có thể khắc chế được con bài lập lăng của Hanwalai ở dàn về sau, khi mà cái đối tượng để thể cấu rỉa máu cũng như sóc sát thương dành cho Cho Vi nó không có nhiều. Ruler cũng là một mẫu chất tướng có khả năng để thể phản ứng ngược trở lại với combo Katia, và chưa kể đó cái khả năng để anh ta có thể tìm vị trí tốt trong trận giao tranh nữa với cái bản năng sát thủ của mình. Vista một khoảng thời gian trống, đợt lính ở khu vực đường dưới được đẩy khá là rác dành cho Def, và Vista thì đây là đủ di chuyển hỗ trợ dành cho Arthur sẽ là hai cua, nhưng ngược trở lại thì cảm giác như Flick cũng đã tìm ra cái hướng để có thể di chuyển tấn công vào cái phần rừng, coi như mất cua nhưng ăn được 7 người đá của phía đối phương thì không quá lỗ dành cho Flick. Flick thì anh ta khởi động một cái vòng rừng kín ở vòng rừng đầu tiên, và anh ta ra cua chậm hơn so với Arthur ở phía bên kia. Rất là thông minh đến từ Clit khi anh ta không ra tranh cướp cua, mà thay vào đó là tiến thẳng sang rừng đối phương và cướp đi những bãi tài nguyên để cân bằng lại về cái điểm kinh nghiệm cũng như là chỉ số lính. Arthur thì anh ta ra cua sớm hơn bởi vì anh ta không ăn bãi người đá, và điều này giúp cho bản thân của anh ta cũng sẽ kiểm soát được hai cua trong ván thi đấu này. Có vẻ như là một trận đấu hơi chậm khi mà cả hai người chơi đi rừng vẫn chưa có bất kỳ một cái tác động lớn nào ở cái khu vực đường. Có một vài những cái điểm đó chính là việc camera đã show khu vực đường giữa khá là nhiều, chúng ta không thấy được cái khả năng kiểm soát quay lính đến từ Dev. Trong tình huống vừa rồi thì Vista đang cố gắng tích tụ những con lính đánh gần để cho cái thế lính ở khu vực đường dưới sẽ là cái thế lính đẩy ngược trở lại dành cho Dev, và anh ta sẽ chỉ lách hết từng con lính mà thôi. Chênh lệch của cả hai người chơi xạ thủ ở thời điểm hiện tại là có, nhưng mà nó không quá nhiều dành cho Ruler. Dàn đi đường của Ruler cũng tương đối là ổn. Lần về nhà sau cái vòng rừng đầu tiên đến từ cả hai người chơi đi rừng thì họ đều hướng lên cho mình những món trang bị gây thêm thiên hướng sát thương với một cái khúc chim đến từ con bài Lee Sin, và phía bên kia là cái gậy bùng nổ của Clit. Clit vẫn sẽ lên những cái món đồ tăng thêm sức mạnh phép thuật cho anh ta mà thôi. Nhưng mà Diana không phải là một mẫu chất tướng có tác dụng mạnh ở trước cấp độ 6. Anh ta cần phải tối đa cái khả năng farm của mình với những vòng rừng thứ hai. Đạt cấp độ 6 sớm thì cái khả năng tiếp cận cũng như là gom người đến từ Clit nó sẽ mang lại nhiều thứ hơn trong những cái pha giao tranh. Từ giữa thì VD cũng chỉ vị trí của Cho Vi anh ta mới chỉ cấp độ 5 thôi, nhưng đang hơi thất lạc một chút, có lẽ sẽ cân nhắc trong việc lùi nhẹ về bởi vì cái lượng mắt ở khu vực ở trên nó không quá nhiều. Arthur thì anh ta đang khởi động khu vực hang rồng và khả năng họ sẽ kiểm soát được con rồng đầu tiên khi mà Clit đang có mặt ở khu vực nửa trên. Thời điểm ăn rồng cũng khá là sớm dành cho Arthur, đó chính là cái vòng rừng, một vòng rừng rưỡi đến từ Arthur. Anh ta không có ý định di chuyển vào khu vực bãi chim, thay vào đó anh ta thấy thế lính ở khu vực đường giữa và khu vực đường dưới được đẩy và tích tụ khá là lớn. Đó thời điểm mà anh ta có thể giải quyết con rồng cách rất là gọn ghẽ, và đây cũng là bước đáp trả dành cho Click. Anh ta nhìn vào cái thế lính ở đường giữa và khu vực đường dưới của phía đối phương, anh ta biết rằng đối phương sẽ có cơ sở để có thể chắc chắn kiểm soát được cho mình con rồng nguyên tố đầu tiên. Thay vào đó, Click tận dụng khoảng thời gian trống đó để có thể di chuyển vào cướp được bãi chim của phía đối phương. Thì với các tác động cướp bãi chim vừa rồi thì phần lớn là anh ta, chính bản thân của anh ta cũng sẽ có một cái lượng kinh nghiệm, nhưng rõ ràng tài nguyên lớn ở trên bản đồ vẫn thuộc về cái quyền kiểm soát đến từ cho bên phía của Hanwalai Sport. Cái điểm lợi đến từ bên phía của Genji đó chính là người chơi đi rừng của họ sẽ đạt được cho mình đó cấp độ 6 sớm hơn so với việc mà Arthur sử dụng cho mình đó con bài Lee Sin. 48 chỉ số lính, cố gắng để có thể hít thêm kinh nghiệm đến từ cái quê lính ở khu vực rừng trên nữa, và anh ta đã có được cho mình đó cấp độ 6 với cú trăng mờ để sẵn sàng can thiệp ở một khu vực đường nào đó. Nếu như muốn đánh thì họ hoàn toàn có thể tấn công ở khu vực đường trên với cái lượng sát thương của Dana và cá sấu, và thêm một cú dịch chuyển đến từ BD nữa trong khoảng thời gian mà sứ giả xuất hiện. Nếu như họ có thể tạo được một tình huống đai trụ tốt và khiến cho Morgan nằm xuống thì khả năng Genji vẫn sẽ kiểm soát được những con sứ giả đầu tiên mà thôi. Nhưng vấn đề là họ có thể set up được một pha như vậy hay không, khi nãy giờ cảm giác là Morgan mặc dù anh ta bị Rascal anh ta liên tục đẩy lính vào, tuy nhiên cái khả năng clear lính đến từ Na vẫn đang là ổn và anh ta không bị chênh quá nhiều về chỉ số lính so với người chơi đường trên của Genji. Rồi, khả năng farm đến từ các thành viên của phía Hanwalai trong ván thi đấu này vẫn đang tương đối là ổn nha. Cho Vi, anh ta đang farm tốt ở khu vực đường giữa. Ngược trở lại thì BD cũng làm tốt cho kèo chất tướng này, anh ta không bị thua nhiều quá. Dev thì ở khu vực đường dưới cảm giác như cái áp lực ở trong dàn đi đường là không có. Một ván thi đấu rất nặng về mặt kiểm soát đến từ cho cả hai tuyển. Nhưng như đã nói, đây là ván thi đấu mà đội hình của phía Genji Sport họ có cơ hội để có được cái ngưỡng sức mạnh chớm sớm hơn so với bên phía của Hanwalai, với một đội hình đang sở hữu rất là nhiều những con tướng đấu sĩ, để coi họ sẽ vận hành cái phương án đó như thế nào. Đừng quên rằng con rồng nguyên tố đầu tiên đã thuộc về trong phía của Genji rồi đó. Thì cái con sứ giả đầu tiên liệu rằng có nằm trong tay của các thành viên của bên phía Genji, xin lỗi, của bên phía Hanwalai hay không? Đợt lính ở khu vực đường dưới đang được đẩy khá là nhiều dành cho bên phía của Genji. Một khoảng trống được di chuyển, sắp phút thứ 8 rồi, con sứ giả đang chuẩn bị, và đây là cái bước di chuyển nhỉnh hơn một vài giây dành cho bên phía của Genji.
đến giờ khi mà cameraman chiếu đến đó, thì Soviet ta có hai cú xích nhưng mà nó đều không thành công. Và vừa rồi cũng là như vậy, ở phía bên này Line anh ta có thể đi kiếm dựng tới kiên cường đến từ Vstar và họ lui về. Có vẻ như Han Online cũng chỉ dừng ở mức trao đổi chiêu thức mà thôi. Arthur cùng với Vstar họ rất nóng lòng muốn tấn công ở khu vực đường giữa để ép máu của VD và tạo một cái lợi thế nhỏ để Han Online tiến ra sứ giả, nhưng họ vẫn chưa thể làm được điều đó. Và bây giờ thì Gen Z tập trung với cả 5 thành viên ở đây. Và Han Online có vẻ như họ cũng đang muốn giữ lại Morgan đang có lượng nộ khá là ổn và anh ta chuẩn bị có cho mình Zanna khổng lồ. Sóng âm trùng đến từ Arthur nhanh chóng trường quyết định lao vào, đó là tốc biến đến từ chỉ còn lại thì giờ đấu trường bốc về và đem mất cả tốc biến lẫn thanh tẩy. Anh ta có định mệnh vẫy gọi và Morgan có trường quay rất đẹp trên cộng đầu dành cho BD. Dev vẫn đang được nhảy đó, cú tốc biến đến từ Rascal, Clint có được mạng của Dev và tiếp tục sẽ là Fiesta. Morgan đang không chạy được khi anh ta bị dính cú thiên đỉnh kiếm. Clint đang tới, đó là cú đổ bóng đến từ Ruler. Anh ta bật cơm với Katia nhưng sát thương là chưa đủ và có vẻ như Gen Z họ sẽ lui về với 2 điểm hạ gục trong pha vừa rồi. Một tình huống thi đấu mà như tôi nói đó chính là cái điểm sức mạnh đến từ bên phía của Genji sẽ được hình thành sớm hơn. Và đó là thời gian mà họ tấn công triệt để khu vực rừng trên với một vài giây di chuyển sớm hơn đến từ cặp đôi đường dưới Ruler cũng như là Life. Và một tình huống thiết lập giao tranh rất là chủ động. Mặc dù Morgan vừa rồi có lượng nổ rất là đẹp, nhưng hãy nhìn về cái hướng tấn công đến từ bên phía của Genji. Họ không đánh vào cái hướng của con Na khổng lồ, họ đánh vào cái hướng ngược trở lại, họ nhắm vào xạ thủ bên phía đối phương. Chovy thì lựa chọn đối tượng của anh ta đó chính là xạ thủ, nhưng như đã nói, Ruler hoạt động được và anh ta thoát khỏi một tình huống cố gắng sốc sát thương đến từ Chovy. Cái cánh bên kia thì cái khả năng băng bổ vào đến từ bên phía của Genji là quá tốt với thần cá sấu của Rascal, và chưa kể đâu hủy diệt đấu trường đẹp đến từ BD nữa, nó tạo ra những cái tình huống tấn công ổn dành cho bên phía của Han Walai. Mặc dù Morgan đã có tình huống hất tung được 3 thành viên, nhưng thời điểm đó thì không còn lượng sát thương nữa đến từ Arthur cũng như là Dev khi mà họ bị out ra khỏi pha combat rồi. Phải dành lời khen dành cho Lai khi mà anh ta rất quyết đoán trong pha tốc biến tên địch kiếm và ép được hai phép bổ trợ đến từ xạ thủ của Han Online. Khi mà Dev đã mất cả thanh tẩy lẫn tốc biến rồi thì Rascal rất là đơn giản với thân cá sấu, anh ta tốc biến lên áp sát và sau đó dứt điểm cùng với lượng sát thương đến từ Clit mà thôi. Khi mà ở thời điểm hiện tại cái lượng đam đến từ Chovy cũng chưa thực sự là quá nhiều thì Dev sẽ là cái nguồn sát thương chính đến từ Han Online và anh ta đang bị out ra khỏi giao tranh. Thì rõ ràng Gen Z sẽ là người có lợi hơn vô cùng nhiều. Họ kiểm soát được sứ giả và có được 2 điểm hạ gục. Đây sẽ là một bước tiến lớn dành cho Gen Z để họ snowball được bán đấu. Cái vấn đề mở giao tranh cũng là một trong những cái vấn đề mà bên phía của Han Walai họ cũng phải gặp phải nữa. Đồng ý là con Rom thì là cái con tướng đánh phòng ngự cũng tương đối là tốt, nhưng khả năng mở giao tranh thì chắc chắn sẽ không bằng so với Leona. Thì thay vào đó họ chỉ có khả năng mở giao tranh đến từ những cái tình huống tập cánh đến từ Morgan mà thôi. Phát vừa rồi Morgan đồng ý cái điều kiện cần của anh ta là đẹp, lượng nổ tốt để có thể hóa dạng Na khổng lồ. Nhưng đội hình đến từ bên phía của Genji mới chính là những người chơi tốt hơn, bởi vì họ không chờ cho bên phía của Han Walai lao vào, họ là người chủ động. Như Linh San cũng đã nhận xét, đó chính là Lai đã, anh ta đã chủ động sử dụng cái khả năng tiếp cận của mình với con bài Leona để tạo ra cái tình huống mở giao tranh cực kỳ tốt. Và vô hình chung là cú đẩy vừa rồi của Morgan nó cũng hơi bóp một chút xíu nữa, nó khiến cho cú cuồng thú quyền đến từ BD hình như là tiếp cận vào hàng sau đến từ bên phía của Han Walai và gây đủ sát thương để thể tiêu diệt một mục tiêu luôn. Rồi căn bản thì bên phía của Genji Sport thì họ đánh đúng vào cái điểm mạnh của mình, đó chính là cái đội hình đấu sĩ cấp độ 6 và họ có được khả năng băng bổ vào, và những cái lợi thế đến từ pha đánh vừa rồi cũng sẽ là có dành cho bên phía của Genji. Họ có được 2 điểm hạ gục, họ có được một con sứ giả đầu tiên của ván thi đấu để nâng cao thêm những cái lợi thế. Cụ thể là khu vực đường trên chúng ta có thể thấy lớp giáp trụ bị bào đi 2 lớp rồi, sẽ là một cái sức ép khá là lớn dành về mặt công trình dành cho bên phía của Han Walai. Nếu như mà quyết định thả sứ giả ở khu vực đường trên của Clit thì anh ta hoàn toàn có thể giúp cho Gen Z có được trụ đầu tiên của ván đấu. Và để xem Morgan sẽ xử lý kèo này như thế nào. Khả năng là anh ta cần gọi những người đồng đội của mình lên để hỗ trợ và đã có những tình huống di chuyển đến từ Vesta. Thậm chí là Arthur cũng đã có mặt ở khu vực đường trên để phần nào đấy ngăn cản cái khả năng lấy trụ đầu của Gen Z Esports. Nhưng có vẻ như Clit anh ta cũng không vội vàng lắm trong tình huống này. Gen Z họ sau một tình huống có được sứ giả và 2 điểm hạ gục thì họ cũng đã kiểm soát được con rồng thứ 2 của ván đấu để cân bằng so với Han Walai. Ở cái thời điểm họ bắt nhìn thời điểm rất là tốt nhá. Đó là một cái khoảng thời gian mà Chovy phải đón một cái đợt lính rất lớn đẩy vào khu vực đường giữa và Han Walai họ không đủ nhân lực để tiến ra bảo vệ con rồng thứ 2.
Một vài những cái cơ sở ăn rồng tốt hơn dành cho bên phía của Genji, và sau khoảng thời gian vừa qua thì họ đã có được một vài những món trang bị lớn. Cụ thể là Click cũng đã hướng tới được cho bên đó một cái đai hỏa tiễn Hextech để có thể gia tăng thêm khả năng tiếp cận dành cho bài Diana. Sứ giả được đẩy ra khá là sớm dành cho đội hình của bên phía Genji, và cũng là một cái phương án đổi đường dành cho bên phía của Genji luôn. Họ đẩy xạ thủ của mình lên khu vực đường trên để có thể tiếp cận vào lớp công trình, cũng như là cái sức ép nó sẽ lớn hơn cho cái công trình này dành cho bên phía của Genji. Trụ khu vực đường dưới và khu vực đường giữa thì nãy giờ Genji chưa chạm vào được, thì đây sẽ là cái phương án để có thể dồn tiền dành cho xạ thủ của phía Genji. Họ đang set up rất kỹ càng ở khu vực mạng trên với việc là Ruler cầm Leona của Lai cùng với Clit di chuyển sâu vào trong rừng của đối phương để lại những con mắt. Họ sẽ là những người dìu con sứ giả này tấn công vào trung một đường trên. Hanwolai đang chưa có quá nhiều nhân lực lắm, tôi mới chỉ thấy có Viesta ở đây thôi dính một cú quy của Clit. Con sứ giả này có vẻ như nó chỉ mang về lớp giao trụ mà thôi, chưa có trụ đầu tiên dành cho Genji khi họ cảm nhận là đối phương cũng đang có mặt ở mạng trên của bản đồ. Rồi, ở khu vực đường giữa thì dù sao nãy giờ thì Chovy cũng làm tốt cái chuyện, đó chính là anh ta liên tiếp đẩy cái đợt lính vào. Chỉ có một cái pha, đó là pha rồng 2, thì anh ta bị áp lực đến từ các thành viên còn lại của phía Genji khiến cho anh ta không đẩy được cái đợt lính đó. Nhưng mà dù sao thì bây giờ Chovy cũng cần phải hướng lên cho mình đó rất nhiều những món trang bị. Tại thời điểm vừa qua chúng ta có thể thấy anh ta thiếu sát thương để có thể sốc chết được Ruler, thì đó là mục đích chính dành cho những trận giao tranh tiếp theo của Chovy. Quan trọng ngược trở lại, Ruler cũng đang có cái bước tăng trưởng ổn nha. Như đã nói, anh ta có sứ giả được đẩy lên khu vực đường trên để cho anh ta có được lớp giáp trụ, thì đây là cái phương án để có thể tập trung nguồn tiền dành cho bên phía của Genji. Một vài những món trang bị lớn chắc là lần về nhà tiếp theo sẽ được hướng đến đến từ bên phía của Hanwolai Sport. Ngược trở lại thì bên phía của Genji cũng tương tự là như vậy mà thôi. Đã cố gắng kiểm soát khu vực mặt trên. Hanwolai ở thời điểm hiện tại, con sứ giả thứ hai của bản đồ nó chuẩn bị xuất hiện và họ đang không muốn mất con sứ giả này. Chovy xích được BD, xích không, xích trúng rồi, có cả Morgan ở đây nhưng nộ không đẹp lắm. Mặc dù sóng âm trúng đến từ Arthur nhưng với 50% máu thì BD anh ta hoàn toàn có thể bật ngược lại, và đặc biệt ở phía đằng sau có sự xuất hiện đến từ Clit nữa. Hanwolai quyết định không mạo hiểm và thứ mà họ hướng đến là con sứ giả hai của bản đấu ở phút thứ 14. Tập trung đến cả bốn thành viên. Đường dưới thì Rascal anh ta có dịch chuyển xuống dưới á, đến từ Morgan. Rascal có dịch chuyển được trở lại không? Anh ta còn dịch chuyển mà. Chovy tiến lên, anh ta muốn tấn công vào Clit và đó là dịch chuyển đến từ VAD. Ăn sứ giả thành công của Arthur nhưng không thể nào nhặt được mắt sứ giả. Một pha thi đấu hú hồn dành cho bên phía của Hanwolai Sport. Pha dịch chuyển vừa rồi của Morgan là hơi vội. Tôi nghĩ là hơi vội, anh ta cố gắng khắc phục bằng một cái pha là sau khi anh ta thấy mình dịch chuyển cảm giác như nó lỗi, anh ta phải truy đuổi theo Rascal. Một tình huống Chovy giữ được sứ giả rất đẹp với hai lần biến ảnh và giật ngược trở lại của mình. Quay ngược trở lại tình huống xử lý vừa rồi của Morgan, đó chính là anh ta muốn phòng thủ vào cái trụ thứ nhất ở khu vực đường dưới, nhưng anh ta thấy rằng cái pha dịch chuyển vừa rồi hơi hớ và anh ta bắt buộc phải đầu tư luôn cả cái tốc biến. Nhưng đây tình huống tấn công ở khu vực đường giữa có trăng mờ, nhưng Chovy vẫn tạm thời đang thoát được biến ảnh, xin lỗi, nội tại của anh ta đang giật ngược trở lại, nhưng cực kỳ tỉnh táo với nút cú tốc biến và trăng non của mình. Pha một câu rất nhiều thời gian đến từ Chovy nhưng anh ta vẫn phải nằm xuống với một cái sự tỉnh táo và cũng như là kinh nghiệm đến từ Clit để anh ta bắt được đối phương trong pha vừa rồi. 3-0 dành cho Genji. Và với việc là Chovy mất tốc biến cũng như là anh ta nằm xuống lần đầu tiên trong ván đấu này thì cái ngưỡng sức mạnh đến từ lớp lăng nó sẽ đến muộn hơn một chút xíu, và cái áp lực của lớp lăng nó không chưa thực sự quá nhiều lên đội hình của Genji, đặc biệt là vào những vị trí như kiểu là Ruler. Genji vẫn đang làm vô cùng tốt trong nửa đầu của ván đấu này. Và mặc dù có sứ giả vừa rồi Chovy vẫn ăn được, nhưng khi mà họ đã nuôi được cái vị trí chủ lực và đặc biệt là Clit đang xanh như thế kia thì Genji họ cũng không khó khăn trong việc đẩy mạnh nhanh cái tiến độ của ván đấu. Rồi, sau một giai đoạn vừa qua thì dù sao thì bên phía của Hanwolai họ cũng đang làm chậm đi cái mạch lăn cầu tuyết này đến từ bên phía của Genji. Đội hình khi mà con Kalista nó có được đủ món trang bị và thậm chí những món trang bị phòng ngự thì khả năng thả diều sẽ được gia tăng thêm. Cuồng đao và cuồng cung, tôi nghĩ cuồng cung nên lên ở món trang bị tiếp theo. Nhưng mà anh ta sẽ hướng tới được cho mình đó cái cuồng đao món trang bị thứ hai, gia tăng thêm khả năng găm những ngọn giáo của mình. Sứ giả được đẩy ra khu vực đường giữa với mục đích duy nhất đó chính là tạo ra cái áp lực về đợt lính để có thể giải quyết luôn cho mình đó con rồng nguyên tố thứ ba của ván thi đấu này. Đội hình của phía Genji bắt đầu chuyển ra. Họ có trừng phạt, họ có giày vò. VD tiếp cận với thông nổ và Clit đang tới thái dựa ra chúng hai người và đó là giờ đấu trường bốc quyền, cú trước môi đẩy về và ngay lập tức là anh ta bị đá ra. Nhưng có cú tốc biến làm choáng Arthur đang bị thiêu đốt và anh ta phải lui về. Đổ bóng đến từ vị trí của Ruler và anh ta có được cho mình double kill, vẫn tiếp tục tấn công nhưng Ruler anh ta đang bị xích. Chovy không kích hoạt được cú xích của mình và anh ta sẽ phải trả giá trong pha này, double kill dành cho Clit. Trăng khuyết
Chovy vẫn là nằm xuống triple kill dành cho Clint, 8-0 cho Gen Z sau 17 phút thi đấu và họ có được vòng thứ 3. Và đó là một tình huống gác sạch đầu tiên trong ván thi đấu này dành cho bên phía của Genji Esports. Một tình huống mà chúng ta có thể thấy cái ngưỡng sức mạnh một lần nữa cũng phải nhắc lại, đó chính là đội hình đấu sĩ được lao vào, được triển khai một cách quá mạnh mẽ. Pha thi đấu này là pha thi đấu trước đó khi mà Chovy đã bị bắt ở khu vực biên giữa và anh ta mất luôn cho mình đó tốc biến. Đổi lấy cái việc mà Tuyết cũng đã mất đi cho mình đó tốc biến, nhưng cái tình huống giao tranh ở khu vực hang rồng lại đẹp hơn. Hãy nhìn vào cái pha mở giao tranh đến từ BDD cũng như Thái Dương Hạ Sang tốt. Nó tạo ra một cái dịp gom người quá đẹp dành cho con bài Diana của Click. Anh ta gom được 3 người. Chovy phải rất lựa chọn mục tiêu nha. Anh ta cố gắng để có thể nhấp nhả, nhưng Google hoàn toàn outplay được Chovy trong bản thi đấu này. Anh ta biết được rằng con bài Lớp Lăng có thể có được bộ kỹ năng gì để tiếp cận anh ta, và anh ta còn đủ tài nguyên để thể thoát khỏi một pha chiêu đuổi đến từ Lớp Lăng của Chovy. Kill, 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 kill. Ok. Ok. Rất bay dành cho đội hình của Gen Z, và họ đang sở hữu rất nhiều lợi thế trong bán đấu này, đặc biệt là Clint với KDA 502. Và sau pha giao tranh vừa rồi thì Ruler cũng đã được 2 điểm hạ gục nữa. Anh ta đang khá là thoải mái ở trong pha 5v5 kiểu như vậy. Áp lực đến từ Chovy như chúng ta đã nói thực sự đang không quá nhiều. Hai đồ lớn dành cho vị trí của Clint, anh ta có được một cái đồng hồ nữa thì cái việc làm khó các thành viên của Hangolite đang làm cái vấn đề tôi nghĩ là khá dễ dàng dành cho họ mà thôi. Dep hoàn toàn không có góc để chơi trong pha này. Anh ta là một mẫu xạ thủ mà cần găm rất là nhiều giáo để có thể kích hoạt được cú giày vò. Rõ ràng với khả năng ép giao tranh đến từ Gen Z thì không có thời gian để cho Dep làm điều này. Cái điểm sáng dành cho đội hình của phía Genji tưởng chừng như họ không có quá nhiều ở những cái lợi thế ở trong đoạn đi đường, nhưng họ đã tận dụng cái sức mạnh tổng thể về mặt đội hình. Một tình huống làm trái nhưng ngay lập tức phải rút ra đến từ Rascal. Cái áp lực đến từ bốn thành viên của phía Genji khu vực dưới cũng không đủ. Chovy xích được một người như cơ sở để có thể đánh tiếp là không có. Click sử dụng cái đồng hồ và sau đó rút lui cùng với Lai. Nhưng Lai đang bị giữ chân ngược trở lại. Một tình huống nhấp nhã khá là ổn dành cho bên phía của Hangolite Sport. Rascal quay ngược trở lại để cứu anh ta bị làm choáng, anh ta tích bực bị gầm giáo. Hai điểm hạ gục đang chuẩn bị đến với các thành viên. Pha quay trở lại đến từ Rascal hơi tự tin thái quá. Quỷ dưới đấu trường bốc về đến từ BD. Anh ta đang câu giờ trong đội đó là định mệnh vẫy gọi kéo về BD khá sâu, nhưng đó cũng có 3 người đến từ Clint. Và ngay lập tức Ruler có được mạng và họ sẽ tiếp tục chán lên mà thôi. Morgan không còn nào khổng lồ nữa. 2 điểm hạ gục dành cho xạ thủ của Gen Z. Và cứ tưởng như Hanwalai có được một pha bắt bớ được đối phương, nhưng họ lại hơi dướn trong cái tình huống vừa rồi và để Gen Z bật ngược trở lại. 3 đánh 5 trong tình huống đó. Ê, ui, trăm tiền luôn. Một tình huống sắt đau khá thú vị mà Chovy đã dứt điểm được Diana của Click, nhưng đáp trả ngược trở lại đó chính là cái bóng của Chovy mà thôi. Nhưng mà trước đó là các thành viên đến từ bên phía của Genji đã có pha 2v3, xin lỗi 2v5 cũng tương đối là tốt. Hãy cùng xem tình huống này trước cái đã. Pha thi đấu đầu tiên là pha nhấp nhả rất ổn dành cho bên phía của Hangolite Sport, nhưng sau tình huống này thì họ đã tốn một loạt những cái tài nguyên, như ví dụ chiêu cuối đến hỗ trợ Vista cũng như chiêu cuối đến từ Morgan. Họ dứt điểm được cả Rascal và con bài Leona đến từ Life, nhưng sau đó là một tình huống 3v5 bật ngược trở lại. Và thật ra pha đó chỉ có 2 người mà thôi khi mà Ruler bị khép góc bởi Chovy. Còn pha thi đấu này là pha thi đấu khá tinh quái dành cho Chovy. Anh ta đang quay trở lại với ván đấu với 3 điểm hạ gục, nhưng cảm giác 3 điểm hạ gục này nó vẫn chưa đủ để Hangolite có thể bật ngược trở lại. Clint vẫn đang khỏe quá, 6-1-4 vừa rồi, mặc dù anh ta bị sắt đau bởi Chovy nhưng cái lượng đồ vẫn đang thăng tiến cực kỳ mạnh trên người của Clint. Đường giữa BD đã hoàn thành xong bóng của Sterak, một món đồ giúp cho anh ta có thể băng vào mạnh mẽ hơn và câu thêm thời gian ở vòng ngoài, có thể gây sát thương như kiểu là Ruler hay Clint nữa. Genji vẫn đang chiếm rất là nhiều lợi thế trong ván đấu này, còn Hangolite thì tôi nghĩ là họ cần một khoảng thời gian nữa để farm cho những chất tướng như kiểu là Morgan, Chovy hay Dep có thêm những cái lượng đồ cho mình. 3 điểm hạ gục mà bên phía của Hangolite Sport sở hữu đó chính là 3 điểm hạ gục rơi vào tay người chơi đường giữa của họ luôn. Sống lưng vàng Chovy đang là người cố gắng để có thể giữ lại cho mình đó niềm tin, nhưng tôi nghĩ trong cái tình huống tấn công tiếp theo thì cái tác động của anh ta nó sẽ bị giảm đi rất là đáng kể. Bởi vì hãy nhìn vào món trang bị mà Kai'Sa của Ruler hướng tới cả. Một cái đao tím ở món trang bị thứ hai, phần lớn là để chống đi lớp lăng của Chovy, thì đây là một cái phương án khá là tốt. Nó khiến cho cái đối tượng lựa chọn để combo dành cho Chovy bây giờ được rút ngắn. Thì anh ta cần phải cân nhắc là bây giờ mình sẽ tấn công vào Ruler hay là tấn công vào Diana của Click. Cả hai đều đang có được những cái món trang bị bảo hiểm rất khá chất lượng. Với Click thì anh ta có cái đồng hồ, còn phía bên kia như nói Ruler có cái đao tím. Đều là những món trang bị phòng thủ đến từ Genji và Chovy sẽ hơi khó khăn trong việc tìm kiếm cái mục tiêu của cho mình. Nhìn vào lượng tiền thì chúng ta có thể thấy là chênh lệch rất nhiều ở các khu vực đường ngoại trừ đường giữa ra.
đứng trên 2k3, đi rừng 3k rưỡi, và xạ thủ cũng là như vậy. Điều này khiến cho Hangolai sẽ rất ngợp ở trong những ván thi đấu, ở trong những cái tình huống thi đấu tiếp theo, khi mà cái lượng tiền nó chênh lệch và cả lượng trang bị nó khiến cho Gen Z đang vô cùng mạnh nữa. Đây sẽ là con rồng thứ tư của ván đấu và là rồng 3 dành cho Gen Z. Họ đang giữ được mạch rồng khá là ổn khi những cái trụ vòng ngoài của Hangolai không còn nữa, và Gen Z thậm chí là đang out khá là nhiều về lượng trang bị. Một vài những cái vị trí đang bị cách biệt về mặt trang bị, ví dụ đường trên và rừng, là cái thể hiện tương đối rõ nét. Còn ở những cái vị trí trọng yếu thì có thể thấy như bên phía của Hangolai thì họ cũng đã có được một vài những món trang bị để thể đương cự ngược trở lại. Nhưng mà trong cái dịp đánh đầu tiên đến từ cái Bobo combo của cú trăng mờ và hủy diệt đấu trường, thì liệu rằng các vị trí chủ lực đó có đủ sức để thể chịu qua cái cơn bị cực đó hay không? Thái Dương Hạ Sang mô hình né được đem tình huống tấn công không thành công của bên phía Genji, nhưng mà trước đó họ đã sở hữu con rồng nguyên tố thứ 3 của ván thi đấu rồi, xin lỗi, rồng nguyên tố thứ 4 và là rồng 3 của họ. Những tình huống di chuyển để hệ kiểm soát mắt ở khu vực Hamadon sẽ tạo ra những cái sức ép khá là lớn nha, bởi vì cái đội hình đến từ bên phía của Hangolai đi lạc một cái là tôi nghĩ sẽ nằm xuống liền. Khả năng tấn công đến từ bên phía Genji rất là mạnh mẽ. Genji họ chưa mất bất kỳ một cái trụ một nào sau 23 phút thi đấu, và đây là một cái cơ sở rất lớn để họ kiểm soát cũng như là gây sức ép ở khu vực Hamadon. Dev thì vẫn đang cố gắng pha, bởi vì ở cả ba cánh anh ta không thể lên quá cao được, cái lượng tầm nhìn đang rất hạn chế đến từ Hangolai, nên anh ta bắt buộc phải vào trong khu rừng của mình và farm thay vì Arthur. Khoảng cách về chỉ số lính đến từ Arthur cũng như Clit đang khá là nhiều, 179 so với 115. Rõ ràng là Arthur cần phải làm nhiều hơn trong những cái tình huống giao tranh 5v5. Có lẽ anh ta sẽ phải là người đá đối phương ra để cho Dev cũng như là Chovy có khoảng trống để gây sát thương, chứ không thể nào in xét các thành viên bên phía của Genji về được. Giờ vẫn đá Diana về thôi á, xong game luôn á. Rất khó để có thể mở giao tranh đến từ bên phía của Hangolai, thay vào đó họ phải lựa chọn cái phương án là có thể đánh phòng ngự phản công ngược trở lại. Họ chờ cho cái nhịp vào không đẹp đến từ bên phía của Genji, sau đó họ sẽ bật ngược trở lại với những tình huống làm choáng dạng na khổng lồ của Morgan, cũng như là cái nổ lông cước đến từ con bài Lee Sin của Arthur. Thay vào đó họ có được những cái khả năng cơ động đến từ những con tướng như Kalista với phong thái quân nhân chẳng hạn, thì Chovy sẽ đóng vai trò sát thủ. Life, anh ta đang cố gắng tìm góc và chờ đợi cho những người đồng đội của mình có cái vị trí đẹp, sau đó anh ta mới tung ra những cái cú mở giao tranh. Rất khó cho Hangolai khi mà lính ở cả ba đường đẩy như thế này, thì cơ hội để kiểm soát những mục tiêu lớn của họ thực sự đang vô cùng khó khăn. Thậm chí là ở rừng trên của Hangolai đang toàn mắt của Genji mà thôi, không có quá nhiều mắt được cắm ra đến từ Hangolai, chỉ có một con mắt tím duy nhất được cắm ở bụi cỏ này, nhưng tôi nghĩ là nó sẽ bị phá không sớm thì muộn mà thôi. Cái áp lực của Genji là đủ để họ tiếp tục bào đi trụ hai khu vực ở giữa, sức ép Baron cũng như là ở con rồng tiếp theo với 2 phút rưỡi nữa khả năng sẽ khó dành cho Hangolai. Nếu như họ đánh ở con rồng thứ 5 của bán đấu, cái cơ hội để họ giành chiến thắng nó không thực sự là cao để giữ lại con rồng đó, nhưng mà nếu như họ không đánh thì bán đấu này cũng sẽ dần dần tuột khỏi tay của họ mà thôi. Chiến lịch ở thời điểm hiện tại đang với con số 10.000 tiền, một con số rất là lớn dành cho phút thứ 26 của ván thi đấu. Chúng ta có thể thấy rằng những cái biểu đồ kìa, phút thứ 15 thì chiến lịch đâu đó khoảng chừng 2.000 tiền vẫn chưa được dành cho phía của Hangolai, nhưng sau những cái tình huống giao tranh liên tiếp ở con rồng 3, con rồng 4 ở trong giai đoạn vừa qua, thì đội hình đến từ bên phía của Hangolai họ toàn là giao tranh thua thiệt rất là nhiều. Đó là lý do tại sao mà chênh lệch về tiền bây giờ được gia tăng thêm rất là nhiều, và chưa kể là một cái công cụ để có thể cố gắng đổi mục tiêu dành cho phía của Hangolai cũng không có. Bởi vì khi mà mục tiêu ra, họ không buông bỏ, họ muốn đánh đôi công cùng với các thành viên của phía đối phương. Họ thất bại trong những đôi công kiểu như vậy nên họ không lấy được công trình của bên phía Genji Sport, khiến cho chênh lệch ngày càng được gia tăng thêm dành cho phía của Genji mà thôi. Chovy đang chuẩn bị hoàn thành xong món đồ lớn thứ 3 của mình. Nó sẽ là một cái múc hồ thủy Ravenant để gia tăng tối đa cái lượng sát thương của anh ta. Mong là Chovy sẽ làm được một điều gì đó cho Hangolai ở trong những cái diễn biến tiếp theo, khi mà anh ta đang là một trong những điểm sáng duy nhất của họ. Cú biến ảnh xuống nhưng Six không thành công. Viesta đã gặp nguy hiểm, sát thương rất nhiều đến từ Ruler, mặc dù bật cho mình tối kiên cường nhưng vẫn là 50% máu bị cấu đi đến từ Viesta. Họ đang rất nỗ lực trong việc tìm kiếm những con mắt được cắm và giúp cho họ có thêm những tầm nhìn ở Baron. Nhưng Chovy, một công nơi căn nhà và anh ta mất quá nhiều máu trong pha vừa rồi. Tốc bến hủy diệt đấu trường bốc về và Chovy bắt buộc phải sử dụng biến ảnh để lui về, và Arthur đang là người gặp nguy hiểm. Anh ta bị đổ bóng bởi Ruler, tấn công làm rất mạnh và xạ thủ của Genji có được cho mình điều cũng tiếp theo trong ván đấu này. Hangolai hoàn toàn bị đẩy khỏi khu vực hang Baron, và để xem Genji họ có muốn Odin và Baron hay không. Tôi nghĩ là họ có cơ sở bởi vì họ đang rất mạnh so với Hangolai, thậm chí là cái về nhân lực họ cũng đang nhiều hơn nữa khi mà Arthur đã phải lên bàn điểm số.
Rula lớn thật rồi, đây là một cái tình huống mà anh ta có được cho bên đó 3 máu trang bị. Một tình huống mà Chovy biến ảnh lên và ngay lập tức ăn cái Kumikatia cũng như những đòn đánh thường đến từ Rula. Lượng máu thấp nó tạo ra đúng bởi giao tranh rất là chấp nhoáng dành cho BD trong một cái đấu trường hủy diệt và cố gắng để tìm kiếm một cái pha tấn công. Thậm chí là anh ta đã ép được rất nhiều phép trợ tốc biến đến từ đội hình của phía Hanwha Lightsport nữa. Một ván thi đấu đang được lăn cầu tuyết khá chuẩn chỉ dành cho bên phía của Genji. Thấy được Morgan đang đứng phía bên đây rồi, Morgan phải chịu chói mà thôi. Liệu rằng anh ta có chạy được hay không? Chạy đằng trời, tôi cảm giác là như vậy, không chạy được trong tình huống này. Chạy được tôi khối lại tiền luôn. Chạy được không? Vẫn đang cố gắng, tôi đang, chắc là không, nha, chủ một vẫn còn mà. Tôi đang hết tiền nha, nằm đó. Phải công nhận là đang hết tiền mà vẫn ra kèo là anh cũng đỉnh đấy. Ok, mạng thứ 13 dành cho bên phía của Genji và đây sẽ là linh hồn rồng đất dành cho phút thứ 28 mà thôi. Rascal sẽ cố gắng clear lính trong pha này, hình như là có người đứng trong bụi thì phải. Hangolai đang muốn làm một cách nào đó đấy để bắt được Rascal. Và đây rồi, ba thành viên có mặt ở đây đánh ngất ngư là có. Devon đang cố gắng cắm giáo tốc biến lên, nhưng đó là kiến thức được sử dụng vào người của Rascal. Anh ta rất trâu trong pha này. Devon anh ta đã bắt bỏ tử thủ rồi, hạ gục được vị trí của Devon. Nhưng wow, không thể nào bơi được nữa. Chovy có được mạng và đường giữa sẽ là khoảng trống mở ra để cho Genji họ đẩy thẳng vào lấy được một đường. Và thậm chí họ hoàn toàn có khả năng kết thúc cái ván đấu này ở phút thứ 28. Cái pha đó đâu phải là cá sấu đâu, pha đó là Loki rễ tên đó. À, đó là đúng mà anh ta quẩy ba khu vực dưới vẫn kéo theo được điểm hạ gục của xạ thủ quân phía đối phương. Một mình Chovy cùng với những người đồng đội của anh ta đang cố gắng để có thể phòng ngự 4v4 căng mờ giữ được một người. Morgan xuất hiện rồi đó, nhưng ai sẽ cản được Ruler đây? Ruler bắn rất tốt với bản năng sát thủ của mình để có thể tìm cho mình đó vị trí. Chovy xích nhưng chỉ là một cái sát thương đơn thuần, đơn mục tiêu mà thôi. Chiến thắng ở ván thi đấu này đã thuộc về cho bên phía của Genji Sport, một chiến thắng khá tròn chỉnh về mặt ý đồ triển khai. Chúng ta có thể thấy ngay từ cái lúc mà họ lựa chọn bên phía đội xanh, đó chính là một cái phương án mà họ đã thay đổi trong cái cách thức hoạt động của mình. Và họ pick một cái đội hình thiên về đấu sĩ rất mạnh ở dạng đầu và giữa của ván thi đấu. Họ vận hành nó rất là tốt. Và quan trọng hơn nữa, tôi cảm giác như bên phía của Hanwha Lightsport cũng khá tự tin về cái thời điểm ngưỡng sức mạnh. Ở thời điểm cấp độ 6, cấp độ 7 chắc chắn không thể nào bằng so với một cái combo combo đang được hình thành đến từ bên phía của Genji. Nhưng Hanwha Lightsport họ vẫn tiếp tục giao tranh trong pha thi đấu đó. Cái đợt lính cũng không ủng hộ họ nữa. Chúng ta có thể liên tưởng tới cái phút thứ 8 của ván thi đấu khi mà con sứ giả nó xuất hiện. Thì đó thời điểm mà Ruler cũng như là Lightsport đã di chuyển trước rồi. Nhưng mà đội hình đến từ bên phía của Hanwha Lightsport họ vẫn muốn đánh. Cái pha đó là cái pha khởi đầu cho tất cả một quả cầu tuyết được lăn tại thời điểm phút thứ 8 của ván thi đấu.